Xin chào các bạn, đây sẽ là một chiếc video về bỉm sữa và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay xoay quanh cái mông của em bé. Để các bạn tiện theo dõi, mình sẽ chia video thành những phần như sau. Phần đầu tiên là các loại giấy khăn lau ướt mà chúng ta thường dùng cho em bé và thường bán trên thị trường. Phần thứ hai đó là tại sao mình đã không còn dùng khăn ướt cho con nhà mình từ rất lâu rồi và nếu có dùng thì mình dùng với tần suất là cực kỳ ít. Và phần thứ ba, mình sẽ hướng dẫn một số cách mà mình hay làm mỗi khi em bé nhà mình bị hâm. Khăn ướt lau mông cho em bé sẽ có hai loại phổ biến, đó là cái loại mà chúng ta lau và chúng ta phải bỏ thùng rác, và loại thứ hai là loại chúng ta có thể xả trực tiếp xuống toilet. Ví dụ như cái loại này này, ví dụ bumper chẳng hạn ấy, là cái loại mà dùng xong mà chúng ta không xả được vào nhà vệ sinh, nó sẽ gây tắc. Còn cái loại ví dụ như của hãng Mary này thì là cái loại này nó mủn ra luôn thì có thể xả luôn vào nhà vệ sinh được. Phần lớn là mọi người sẽ dùng cái loại này là bởi vì nó dai hơn mà. Nhưng mà các bạn sẽ thấy là cho dù người ta quảng cáo là khăn dịu nhẹ không làm xước mông em bé hay là có thành phần thiên nhiên để bảo vệ da của em bé chăng nữa, thì thực chất nó vẫn chứa hai chất. Chất đầu tiên là chất tẩy. Chất tẩy chính là cái gocecaimencaseizai. Đó là cái chất mà làm cho cái mùi phân hay là mùi nước tiểu ở mông em bé được mất đi nhanh chóng mà chúng ta không cần phải lau nhiều. Cái thứ hai là cái chất chống thối. Tại vì cái khăn này chứa thành phần là nước và các chất tẩy, nếu như chúng nó không có chất chống thối thì nó sẽ bị nấm mốc ấy, là sẽ gây ảnh hưởng đến da của em bé. Vậy thì cái chất mà gây ảnh hưởng nhiều nhất đến da của em bé chính là chất tẩy và chất chống thối. Cái này cũng chẳng khác gì cả, chỉ khác cái là nó dễ mủn ra thôi. Thì dùng cũng khá là tiện nếu như mà em bé của bạn đang trong thời kỳ cai bỉm. Cái bỉm thì hay là đi vệ sinh trực tiếp nhà vệ sinh ý, chúng ta muốn sạch sẽ một chút thì chúng ta sẽ dùng cái này vào sáng ngay nhà vệ sinh, nó cũng rất là tiện. Và tất nhiên có những cái mà chúng ta sẽ không thể ngờ tới, mình nghĩ là nhiều mẹ cũng không biết tại vì thường người ta không ai hướng dẫn mình cả, đó là cái loại khăn ướt như thế này. Cái này là đắt tiền rồi tại vì nó là khăn cốt tông nước tinh khiết được tiệt trùng 100%. Cái này mình ưu tiên dùng cho bé nhà mình khi mà nó còn rất là nhỏ. Cái hồi ở bệnh viện ấy, mình đã cẩn thận là mang theo một cái hộp to như thế này và bác sĩ có phát cho mình cái khăn ướt có chất hóa chất như này này, thì mình không lau đâu, mình chỉ lấy khăn cốt tông này dùng một lần và lau cho con thôi. Nó ít sẽ tốn hơn một chút nhưng mình chấp nhận cái điều đó để con mình bớt bị hâm hơn. Một cái thứ hai mình cũng áp dụng sau khi con mình đã khỏe dần lên ấy, thì mình dùng cái cốt tông của người lớn. Cốt tông trang điểm của người lớn ấy, các bạn có thể dùng cốt tông cái loại miếng nó to hơn một chút, có loại miếng nhỏ, có loại miếng to, hoặc các bạn nào cẩn thận thì có thể chọn loại cốt tông gọi là hữu cơ, organic chẳng hạn, tùy các bạn thôi. Thì khăn cốt tông đó nó dùng nó kinh tế hơn, nó rẻ tiền hơn mà. Các bạn có thể nhúng bằng nước ở vòi, hoặc là các bạn nào cẩn thận thì là nhúng nước sôi để nguội mỗi khi lau mông cho em bé. Hoặc đơn giản có một số mẹo, đó là chúng ta lau trước bằng cái này, sau đó chúng ta lại lau lại bằng khăn cốt tông ướt để đảm bảo là không những sạch cả phân mà sạch cả cái chất tẩy hoặc là cái hóa chất từ trong khăn ướt nó dính vào mông em bé nữa. Và lý do tại sao là mình đã không còn dùng khăn ướt cho con hoặc là dùng cực kỳ ít mỗi khi ra ngoài, đó là bởi vì cái hóa chất ở trong cái khăn ướt này. Thực sự khi mà nuôi hai bé thì mình thấy là cái tần suất lau của mình với bé thứ hai ít hơn rất nhiều, và cái lần sử dụng khăn ướt hóa chất cho em bé thứ hai cũng rất là ít. Và quả thật là bây giờ 1,5 tuổi, cái số lần nó bị hâm đít kể cả khi bị đi ngoài cũng rất là ít, khác hẳn như đứa chị. Đứa chị mỗi khi đi ngoài hâm đít sẽ rất là đau và đau trong nhiều ngày và hay bị đỏ đít. Đứa thứ hai thì cũng đỏ ở cái giai đoạn đầu lúc mà da nó còn mỏng, nhưng mà về sau thì gần như là nó không còn bị lần nào nữa. Hoặc là hâm đít thì nó cũng chỉ bị hâm được 1-2 hôm là nó hết, chứ nó không bị lâu. Cái thứ hai mình phát hiện đó là khi mình bỏ hóa chất dùng lên khu vực bỉm của em bé ấy, thì những cái mùi khai, mùi tanh của phần mông của em bé ấy là biến mất, kể cả khi mình chỉ rửa bằng nước lã. Mình không hiểu tại sao nhưng về sau mình cũng nhận ra đó là cái hóa chất trong cái các loại khăn ướt hay là xà bông ấy, nó không những làm sạch mùi và sạch cái cặn bẩn ở mông của em bé rất là nhanh, thế nhưng mà đồng thời nó cũng diệt luôn cái hệ khuẩn tốt ở cái vùng bỉm đó. Cơ thể chúng ta được làm từ vi khuẩn mà. Khuẩn không phải là chỉ mỗi con xấu, có cả con tốt nữa. Con tốt nó để ăn con xấu, không làm cho con xấu tăng sinh, để ổn định cái tính kiềm hay là tính axit trên bề mặt da ấy, cho da luôn có tình trạng được bảo vệ tốt nhất ấy. Thì khi mà mình chỉ làm sạch vật lý, tức là mình chỉ xả cái bẩn đi bằng nước thôi, mình không tác động hóa chất lên ấy, thì cái hệ khuẩn được cân bằng
Và kể cả bé lớn nhà mình, gần đây là mình cũng cài xà phòng cái phần rửa bỉm cho nó. Và bé nhỏ là số lượng rửa bằng xà phòng cực kỳ ít. Thì quả thật là cái chuyện mùi hôi, mùi tanh mỗi khi thay bỉm cho con nó được cải thiện rất là nhiều. Thậm chí là khi mình chỉ rửa nước lã xong mình ngửi lại mông con cũng không có mùi nếu như mình rửa kỹ. Và cái mùi chua chua rất là khó tả ở phần bỉm mà con là không có. Và khi bé nhà mình đi tè ấy, thì mình không lau cho con. Tại vì một ngày bé đã ị khoảng 3 lần rồi. Và ba cái lần đó mình đều rửa mông cho con. Mà đã rửa 3 lần thì có nghĩa là mình đã tiếp xúc và lau chùi cái vùng đó tương đối nhiều rồi. Nên là không nhất thiết là mỗi lần đi tè phải lau một lần nữa. Bé đầu tiên thì đúng là cứ tè thay bỉm là phải lau, phải chấm đủ thao tác. Nhưng đúng thật là bím lúc nào cũng bị đỏ thật. Nhưng đứa thứ hai lại không bị như vậy, tại vì mình đã bỏ hẳn cái phần lau đi rồi. Và mình cứ nghĩ là mình làm như thế thì chắc là mình sẽ bẩn lắm, mọi người sẽ nói mình nguyên thủy lắm. Nhưng mình rất là vui khi mình tìm được đồng minh, đó là một cô giáo của nhà trẻ ạ. Thì đó là khi con mình bị viêm da ấy, cái phần chân của nó thì nó cũng dễ bị khô, dễ bị mẩn, nhất là khi rửa nhiều và lau nhiều. Và mình cũng không muốn là dùng nhiều hóa chất lên người nó nữa. Thì mình có dặn cô cái hồi nó được 8-9 tháng thôi, đó là khi nào nó ị thì cô đã rửa cho nó rồi. Thì khi nó tè, cô chỉ cần thay bỉm mới luôn. Vì khi nó tè nó ngấm vào bỉm, chứ nó không có đọng lại trên da của con đâu, nhưng không có bị hăm. Thì cô cũng bảo là ừ, cô sẽ làm theo, bởi vì ở nhà cô cũng chăm con theo kiểu đấy. Và về sau mình biết được là rất nhiều bà mẹ Nhật khác cũng làm như vậy. Cũng có lý do của nó cả, chứ không phải là tự nhiên người ta nghĩ là người ta sợ hóa chất thì người ta không dùng đâu các bạn nhé. Và mình chỉ dùng những cái khăn ướt như thế này này trong trường hợp là con mình tập vệ sinh, tập bô, thì lúc đó nó sẽ si hoặc là ị ở bồn cầu. Mình sẽ phải lau cho nó sạch cho đỡ mùi hơn, đỡ phải vào nhà tắm rửa mông lại cho nó. Và mình sẽ xả nước đi luôn. Nhưng mà mình nghĩ là khi nó cởi bỉm ấy, tập đi vệ sinh ấy, thì nó đã khá là lớn rồi, khoảng 2 tuổi rồi. Thì cái da của nó khá là dày, cho nên là một ngày mà tần suất lau chỉ khoảng độ 2-3 lần theo cái số vệ sinh của nó ấy, thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều so với những em bé mà mới dưới 1 tuổi. Dưới 1 tuổi da bọn trẻ con non lắm. Mà thực ra là hai cái này là hai cái ảnh hưởng rất nhiều lên cái vùng bỉm của con mà chúng ta thường lại không nghĩ tới. Còn về chuyện hăm đít của con ấy, thì mình hay làm như sau. Với những trường hợp mà bé hăm do bị đi ngoài do virus, thì lúc đó là cái dịch trong dạ dày của con ấy nó sẽ chảy ra ngoài và nó là axit. Axit nó ăn mòn rất là nhanh và con sẽ kêu đau và kêu khóc nhiều, kể cả ngày kể cả đêm, tại vì nó sót, nó rất là đau. Thì trong trường hợp đó là chúng ta sẽ phải rửa thường xuyên hơn bằng nước. Rửa xong là mình sẽ lấy cái máy sấy, mình sấy mát, sấy khô thật khô cái mông đó, sau đó mình mới đóng bỉm vào. Còn nếu mà bị hăm đau quá mà bé khóc ấy, ví dụ con nhà mình lúc bị hăm lần đầu tiên do bị đi ngoài ấy, là nó được khoảng 15 tháng, 15 tháng thì phải. Thì nó đã biết nói từ đau rồi, nó nói rõ là đau hoặc là ị tai, thì mình biết là nó đau thật. Thì rửa xong, sấy khô mông xong, mình còn đắp cho nó một cái lớp kem gọi là kem Poly Baby, dùng để trị hăm bỉm cho em bé. Và cái kem này mình cũng chỉ đắp cho nó khoảng độ 1 đến 2 ngày là cơn đau nó giảm, vì nó sẽ phủ cái bề mặt da để khi nước tiểu nó tè lên ấy sẽ không chạm vào cái vết sót của con. Các bạn có thể dùng Vaseline cũng được nhá. Chứ còn những bạn mà bôi kem hăm từ ngày này sang tháng khác ấy, bôi mãi mà con vẫn đỏ thì đó không phải là hăm đâu. Đó là viêm da tiếp xúc khi mà chúng ta dùng và trà sát quá nhiều, nhất là dùng khăn lau có hóa chất lên vùng bỉm của con trong thời gian quá lâu. Và thực ra là mình là một người dùng bỉm khá là lãng phí, vì mình nghĩ là cái bỉm này là cái rất là quan trọng. Mình thường không để đến khi con tè căng bỉm mình mới thay đâu, mà thậm chí là con mới tè được khoảng 2 phần 3 bỉm hoặc là nửa cái bỉm. Nhưng mà đến cái lúc mà con phải đi vào một giấc ngủ dài hoặc là con phải di chuyển xa, chưa có cơ hội thay bỉm ngay, là mình sẽ phải thay cho con luôn. Cái này lại nói sang phần bỉm mất rồi, nhưng mà tiện thì nói luôn, đó là mình dùng bỉm Pampers, cái loại mà trắng xanh nhạt ý. Thì loại đấy trong quá trình nuôi con thì mình thấy nó là loại ổn nhất, đó là nó nhẹ, nó thấm hút cực kỳ nhanh và nó không bị bí và không bị thấm ngược trở lại giống như cái bỉm khác, mà nó không quá dày. Cũng thử dùng qua nhiều bỉm khác rồi nhưng mà thấy không ổn lại quay về Pampers. Chuyên đề về mông em bé hôm nay đến đây. Nếu các bạn thấy hữu ích, hãy chia sẻ giúp mình nhé. Bye bye!